Tòa án Indonesia bác đơn xin đường xá của hai tử tù Úc tin từ Jakarta, Indonesia. Một tòa án Indonesia bác đơn xin đường xá của hai người Úc buôn ma túy đang chờ bị tử hình. Vụ án này đã gây phương hại cho các mối quan hệ giữa Úc và Indonesia. Tổng thống Indonesia Joko Widodo từ chối ân xá cho hai tù nhân này. Tòa án ở Jakarta vào hôm nay đã phán quyết rằng quyết định thuộc về quyền hạn của Tổng thống và tòa không thể đảo ngược lại quyết định đó. Chính phủ Úc đã tăng áp lực đòi Indonesia khoan hồng cho hai công dân của họ là Muran Sukumaran và Andrew Chen. Cả hai đang chờ ngày bị xử bắn. Tổng thống Widodo ngày hôm nay kiên quyết nói rằng chính phủ của ông sẽ thi hành án đối với hai người Úc này và 9 tử tù khác và cảnh báo với các chính phủ nước ngoài không nên tìm cách trì hoãn vụ này. Ông Widodo nói rằng đừng can thiệp vào việc thi hành án, đây là chủ quyền tư pháp và chính trị của Indonesia. Tổng thống Indonesia nói ông cũng nhận được lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo Pháp và Brazil, hai nước cũng có công dân bị án tử hình. Hai người Úc theo lịch ban đầu sẽ bị tử hình trong tháng 2, nhưng được dời lại một tháng vì những lý do hậu cần. Hai phạm nhân này cầm đầu của một nhóm 9 người Úc có tên là nhóm Bali Nai bị bắt cách đây 10 năm khi đang tìm cách buôn lậu 8 kg heroin từ Indonesia vào Úc. Vụ án này có nguy cơ làm cho các mối quan hệ giữa hai nước vốn đã bị ảnh hưởng tiếp theo sau của vụ tình báo Úc. Theo dõi các lãnh đạo hàng đầu của Indonesia bị lộ năm 2013 càng trở nên xấu hơn. Luật sư của hai phạm nhân Úc nói họ sẽ đệ đơn kháng án đối với quyết định ngày hôm nay của tòa.